Có khi nào mà anh chị và các bạn thắc mắc rằng là lợi nhuận sinh ra từ thị trường bất động sản trong giai đoạn 2015, 2016, 2017 thực sự là rất lớn, rất nhiều khu vực thì tăng giá rất là kinh khủng. Tuy vậy thì lợi nhuận đó đi về đâu? Và trong chia sẻ của video ngày hôm nay thì Thắng ơi sẽ dành thời gian trao đổi với anh chị và các bạn về việc bí mật hàng tỷ đô lợi nhuận chảy về đâu để anh chị và các bạn có thêm một góc nhìn về thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Như quý anh chị đã biết là cái việc thị trường tăng giá thì không chỉ những người dân được hưởng lợi rất nhiều từ việc là giá của bất động sản tăng thì làm cho chúng ta có cái cảm giác rằng là chúng ta giàu có hơn và giá trị tài sản thì nhiều hơn. Tuy vậy thì chỉ những người mà bán ra cái tài sản của mình thì mới rõ, tức là gọi là hiện thực hóa cái lợi nhuận của mình thì mới thấy rõ được cái vai trò, cái tác động của việc tăng giá ảnh hưởng tới cái đời sống, cái cuộc sống của mỗi hộ gia đình, của mỗi cá nhân trong xã hội đang nắm giữ tài sản bất động sản. Còn lại nếu như mà chúng ta đang sở hữu một căn nhà, một miếng đất để ở, để sử dụng cho cái mục đích của mình thì việc tăng giá gần như là không tác động nhiều đối với những cái dòng tiền hàng ngày sinh hoạt của chúng ta, và nó cũng chỉ là một trong những cái yếu tố làm cho chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta giàu có hơn thôi, chứ nó không không tác động nhiều đến. Vậy thì cái đơn vị nào, cơ quan nào hay là cái thành phần nào được hưởng lợi nhiều nhất và cái lợi nhuận chảy về đâu là nhiều nhất, thì xin thưa với anh chị và các bạn thì cái nơi mà được hưởng lợi nhiều nhất đó chính là các cái công ty làm trong cái hoạt động trong cái lĩnh vực bất động sản, và lợi nhuận nó chảy về túi của những ông chủ của các công ty bất động sản trong giai đoạn vừa qua là không nhỏ. Và lần lượt từng công ty một, chúng ta sẽ có những cái số liệu cụ thể để quý anh chị em và các bạn có góc nhìn rõ hơn về những cái công ty mà đã niêm yết trên sàn chứng khoán, đã có số liệu về báo cáo tài chính, đã có những cái thứ mà chúng tôi là những người làm trong lĩnh vực tài chính thì nắm rất rõ, để chúng ta thấy được rằng là hàng tỷ đô la Mỹ chảy vào túi những ông chủ này. Một vài những người tham gia cái lĩnh vực gọi là đầu cơ tích trữ rồi sau đấy bán chênh lệch, còn lại thì phần lớn trong xã hội thì không không mấy được hưởng lợi nhiều từ cái thị trường bất động sản. Cái bí mật ở đây tức là cái chênh lệch giá, cái thay đổi về mặt giá và cơ cấu giá của nó cũng bắt nguồn từ cái câu chuyện những cái doanh nghiệp này, những cái đơn vị làm bất động sản này, họ tác động lên thị trường và có phần nào đó đã tạo ra cái trào lưu, cái xu hướng của thị trường và đem lại cái lợi nhuận này, gọi là thực hiện của những doanh nghiệp này. Doanh nghiệp đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới, muốn nói tới với anh chị em và các bạn đó chính là Vinhome. Thực ra bản chất Vinhome là công ty con của Vingroup. Ngày xưa thì chúng ta phải nói tới là Vingroup. Vinhome thì mới chỉ niêm yết những năm gần đây, mới năm ngoái thôi. Và nó là công ty con, do đó nên là những cái hoạt động, những cái lợi nhuận của công ty này thì đều bút toán lợi nhuận về công ty mẹ. Và trong cái số liệu thống kê của chúng tôi đang có trước màn hình, quý anh chị ở trước màn hình đây, thì chúng ta thấy được rằng là trong cái giai đoạn 2016, 17, 18 và thêm một năm nữa đó là năm 2000, họ chỉ có số liệu của 3 năm thôi, 16, 17, 18, thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty này thực sự rất là lớn. Năm 2016, 17, 18 thì tổng doanh thu của nó nằm ở khoảng đâu đó là gần 60.000 tỷ anh chị em và các bạn. 38 40, hơn 60.000 tỷ, khoảng 65.000 tỷ. Năm 2018 là 38.000 tỷ, 2017 15.000 tỷ và 2016 là 11.000 tỷ. Cái phần lợi nhuận từ gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ á thì thực sự là rất lớn, khoảng 20.000 tỷ anh chị em và các bạn. 20.000 tỷ ở cái công ty này, đó là lợi nhuận gộp. Còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ thì nằm ở khoảng 14, 15, 16, khoảng 17, 18 ngàn tỷ anh chị em các bạn. Khoảng 17, 18 ngàn tỷ. Rất là lớn luôn, khá là lớn. Và đây là trong những cái kho chứa về lợi nhuận của cái giai đoạn thị trường tăng giá trong thời gian vừa qua. Đây nó đã chiếm 17 ngàn tỷ, 16, 17 ngàn tỷ là khá là lớn luôn. Nó gần gần 1 tỷ, được 7, 800 triệu đô rồi anh chị em các bạn. Công ty thứ hai chúng ta muốn nói tới cũng khá là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh,
Và trong vòng 2015, 16, 17 thì công ty này có cái doanh thu nằm ở khoảng 25.000 tỷ. Năm 2015 là 6.700 tỷ, năm 2016 là 7.300 tỷ và năm 2017 là 11.700 tỷ. Thì phần lợi nhuận của công ty này được thị trường chia về lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ thì nó nằm ở khoảng 3, 4, 5, 6, 6 hơn 6.000 tỷ. Hơn 6.000 tỷ, năm 15 là 1.300 tỷ, 16 là 1.500 tỷ và 17 là 3.200 tỷ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ thì nó chiếm khoảng 4.000 tỷ anh chị em và bạn. Như vậy là mới chỉ có Vin và Novaland thì đã chiếm khoảng 20.000 tỷ phần lợi nhuận, tức là sau thuế công ty mẹ rồi đó. Sau lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tức là đã trừ hết tất cả các cái loại chi phí. Lợi nhuận này là lợi nhuận của cổ đông đầu tư vốn thì nó nằm ở khoảng 20.000 tỷ, tức là gần gần khoảng tầm 800 gần đến 900 triệu đô rồi anh chị em và các bạn. Công ty thứ ba mà chúng tôi muốn nói tới với anh chị em và các bạn cũng khá là phổ biến, đó chính là công ty bất động sản Đất Xanh. Thì Đất Xanh kể từ năm 2015 tới nay thì doanh thu của Đất Xanh tăng trưởng đều và có mức doanh thu 1.400 cho 2015, 2.500 cho 2016, 2.800 cho năm 2017 và năm 2018 là 4.600 tỷ. Như vậy chúng ta có thể nhẩm tính nhanh là chúng ta đã có khoảng hơn gần 10.000 tỷ doanh thu của công ty bất động sản Đất Xanh trong cái thị trường từ giai đoạn 2015 đến 2018. Và lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ thì nó nằm ở khoảng là 7.000 tỷ cho 2 à 7 700 tỷ cho 2015, 1.400 tỷ 2016, 1.000 2 tỷ cho năm 2000 sorry, 1.659 tỷ cho năm 2015, 1.051 tỷ cho năm 2016, 1.007 tỷ cho năm 2017 và 2.006 tỷ cho năm 2018. Như vậy chúng ta thấy được rằng là cái lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Đất Xanh thì cũng đã ngốn đi của thị trường, tức là gọi là cái túi để chứa đi cái phần lợi nhuận mà tăng giá trong giai đoạn vừa qua của thị trường, nó nằm ở khoảng tầm 2.300 tỷ. Vậy thì ba công ty Vinhome, có thể nói chung là Vincom riêng phần lĩnh vực bất động sản thôi. Công ty thứ hai là Novaland, công ty thứ ba là Đất Xanh thì đã chứa của thị trường khoảng 22.000 tỷ rồi, 22.000 tỷ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, anh chị em và các bạn. Kể đến tiếp theo thì chúng ta kể đến Khang Điền, Nam Long, VCG và một số các doanh nghiệp bất động sản khác trên thị trường hiện tại thì những doanh nghiệp này nó nhỏ hơn. Do đó thì phần doanh thu và phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ thì nó cũng không lớn được giống như những công ty kia. Tuy vậy thì doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ của Khang Điền trong giai đoạn 2015-2018 thì tăng trưởng đều đặn từ 1.000 tỷ lên 3.900, sau đấy 3.000 tỷ năm 2017 và 2.900 năm 2018. Đem lại cái lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này thì cũng khoảng đâu đó hơn 3.000 tỷ, 3.500 tỷ. Và lợi nhuận chúng ta cần quan tâm đó là lợi nhuận sau thuế công ty mẹ thì nó nằm ở khoảng 260 tỷ năm 2015, 371 2016, 2017 là 500 tỷ và 2018 là 808 tỷ. Như vậy là chúng ta đã thấy sơ sơ bộ thì khoảng 1.800 tỷ, 1.900 tỷ cho cái doanh nghiệp Khang Điền, một trong những doanh nghiệp nhỏ nhỏ thôi. Thì cộng với lại ba doanh nghiệp kia thì chúng ta đã có khoảng 22.000 tỷ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chảy vào túi của các ông chủ kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Thêm một doanh nghiệp nữa đó là Nam Long. Thì với Nam Long thì cũng giống như Khang Điền, thì doanh thu lợi nhuận của Nam Long thì cao hơn Khang Điền một chút. 25 thì 25, 26, 17, 18 với cái mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lần lượt là 1.300, 2.500, 3.100 và 3.400, đem lại cái lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ cho công ty này lần lượt từ 25 đến 28 là 400, 800, 1.200, 1.500 tỷ. Nó nằm ở khoảng đâu đó là 2.000, 3.500, gần 4.000 tỷ, 4.000 tỷ lợi nhuận gộp. Và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ thì nó nằm ở khoảng 1.700 tỷ anh chị em và các bạn. Như vậy là chúng ta mới kể chỉ 5 doanh nghiệp mà có số liệu thống kê cụ thể trên thị trường chứng khoán thì đã cho thấy là cả hàng tỷ đô la Mỹ lợi nhuận đã chảy về túi của các ông chủ này. Đó là chúng tôi đang tính cái lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là đã trừ đi các loại chi phí, các cái vấn đề về định phí cũng như là chi phí nhân công và tất cả các loại chi phí khác thì nó đã ngốn, tức là của thị trường hàng tỷ đô. Và đây mới chính là thực sự là cái phần tăng thêm lợi nhuận của thị trường mà một số doanh nghiệp bất động sản đã hiện thực hóa.
Còn lại thì cái miếng bánh mà anh chị và các bạn đang nhìn thấy là mức giá tăng rồi, có một cái mức neo đậu giá của bất động sản, thì nếu như không hiện thực hóa cái sản phẩm, cái tài sản của mình ra thì chúng ta cũng chỉ biết được rằng là miếng đất hay là cái sản phẩm bất động sản của chúng ta thì nó có mức giá như vậy thôi. Nhưng chính những cái doanh nghiệp mà họ làm trong lĩnh vực thì họ mới hiện thực hóa. Và khi họ hiện thực hóa như vậy thì mới thấy rõ được cái lợi nhuận. Và cái phần lợi nhuận là cái phần mà gọi là hiện hữu nhất, nó gọi là bí mật về cái túi khổng lồ chứa cái phần chênh lệch lợi nhuận trên thị trường bất động sản nói riêng và thị trường tài chính nói chung, lên tới hàng 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 tỷ đô la Mỹ đã được các doanh nghiệp hiện thực hóa và đem về túi, đem về nhà cất và đem về túi của các ông chủ làm trong lĩnh vực bất động sản. Để chúng ta thấy sau này nếu như thị trường có những giai đoạn nó khó khăn thì thử hỏi bảo là ai là người được lợi nhiều trong cái thị trường bất động sản, thì đây chính là những cái đơn vị, những cái tổ chức được lợi nhiều. Xu hướng của thị trường cũng phần lớn bắt nguồn từ các cái tổ chức này, phần lớn là từ cái việc mà các tổ chức này dịch chuyển hoạt động cũng như là tạo nên những cái xu hướng của thị trường để họ có thể mua bán và ra hàng, hoặc là mua vào hoặc là đẩy giá, thổi giá, đều là những cái tổ chức này. Có thể nói là trên thị trường bất động sản Việt Nam cũng như là nền kinh tế Việt Nam thì có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, thậm chí vài nghìn các công ty bất động sản lớn nhỏ khác nhau vẫn đang tồn tại và hoạt động trong cái lĩnh vực bất động sản. Do đó thì những doanh nghiệp này mới thực sự là chính là những cái doanh nghiệp mà gọi là có được cái biên lợi nhuận, có được miếng cơm, những mạnh gọi là có được cái phần lợi nhuận thực trên thị trường bất động sản, bởi vì họ đã hiện thực hóa lợi nhuận, đã đem tiền về thành tài sản và đã đưa tiền về túi trong cái giai đoạn thị trường tăng giá. Đây chính là một trong những cái điểm mà gọi là bí mật về thị trường bất động sản, nơi chứa những cái dòng tiền lợi nhuận, nơi chứa những cái gọi là lợi ích sau khi một chu kỳ thị trường bất động sản tăng giá. Và đó mới thực sự là nơi chúng ta hiểu đúng về cái phần biên lợi nhuận thực mà những nhà đầu tư tham gia lĩnh vực bất động sản có được. Còn lại thì những cái gọi là cái miếng mở nổi mà gọi là còn đang trong veo, mà đang nằm trong thị trường, đang chỉ là cái mức giá mà chúng ta đang cảm nhận về những cái tài sản chúng ta đang có, nhưng chúng ta không thể bán vì đó là nơi ở, chúng ta không thể làm gì thay đổi được bởi vì đó không phải là cái sản phẩm chúng ta kinh doanh, và bản chất nó cũng chỉ là một cái tài sản để chúng ta sử dụng. Thì thực tế thị trường tăng giảm trong giai đoạn vừa qua không đem lại lợi ích gì cho quý anh chị em và các bạn. Đến thậm chí những người mà mua phải thị trường bất động sản cũng là kinh doanh, nhưng mua phải đất ở một số khu vực tăng nóng thì đang bị cầm giữ cái tài sản của mình ở đó, thậm chí chịu những thiệt hại. Thì cái phần thiệt hại của quý anh chị em và các bạn đều chảy vào túi của các công ty bất động sản. Chúng ta hoàn toàn có thể quan sát thêm các công ty bất động sản khác mà quý anh chị em và các bạn biết để có thể nắm được cái dữ liệu về doanh thu, về lợi nhuận gộp, về lợi nhuận của các doanh nghiệp này, và chúng ta có thể mường tượng thấy được rằng là cái bí mật thị trường hàng trăm tỷ đô của bất động sản, thì cái bí mật lớn nhất mà thị trường đã cho đem lại cho những doanh nghiệp bất động sản hàng tỷ, vài tỷ đô lợi nhuận cho những ông chủ làm trong lĩnh vực bất động sản, đó mới thực sự là những người giàu có lên từ bất động sản, đó mới thực sự là những tay cò lớn đã làm nên một cái thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Những góc nhìn, những chia sẻ của Thắng ơi, của TOTV hy vọng đem lại những hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Đừng quên đăng ký kênh, hoặc nếu anh chị và các bạn quên chưa ấn vào chuông của kênh Thắng ơi TOTV thì vui lòng ấn vào chuông để cập nhật những video mới mỗi ngày. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Thân ái chào và hẹn gặp lại.